Vậy lắm. Nhiên à? Cái đồ đỏ đây. Hoa. Đến đỏ mới anh em ơi. Đi hơi xa đấy nhá. Trước mắt là có một cây đầu lẻ á, chắc đầu đầu lẻ thôi. Còn gì đây? Cái cây này khác thôi. Trên trên này nào. Sao đấy? Có nhà này. Dân làng này dân làng VIP ấy, dân làng thô ấy. Xem thôi, vào tham quan thôi. Có tầng 2 cơ, biết đấy. Đây cái đấy. Vít pro. Hình như ở bên kia có nhà mà. Bên này này. Đây rồi. Đấy, ít nhỉ. Có mấy cái này đây thì chắc có dân làng chứ. Nhỏ này. Cách xa nhau nữa. Nhỏ với cách xa nhau à, đấy. Cửa làm hai lớp.
lửa này. Đây. Sweet à. Quả ngọt. Quả ngọt rong biển. Còn mấy thứ mình không cần đâu. Trên này có chắc có người đấy. Ngôi là ẩn trong rừng. Nhà thì cách xa nhau như 1 km. Thằng nào thiết kế bản đồ này đây? Nào. Toàn nhà của nhà mấy ông chế tạo à? Toàn nhà của mấy ông chế tạo luôn. Đấy, giàu đấy, những loại giàu này. Có cả bánh ấy nữa. Bánh bí ngô nữa.